Xin chào tất cả quý vị, quý bà con và các nhà đầu tư nhé. Em là cộng tác viên của người Tây Nguyên. Hôm nay em giới thiệu đến bà con một cái lô đất mà nó là lô 2 của cái con đường đường liên xã. Thì từ chỗ em đang đứng mà đi ra đến cái con đường liên xã ở ngoài phía nó tay em chỉ đúng ngoài kia là khoảng 40 đến hơn 4 mét, khoảng 50 mét nhé bà con. Tức là từ cái tới cái chỗ trụ điện kia kìa. Đấy. Đấy, từ cái trụ điện đấy bà con ạ. Và cái lô đất mà hôm nay em giới thiệu với bà con thì nó nằm ngay trong một cái khu dân cư đông ấy là đông. Đấy, khu dân cư này thì cực kỳ tuyệt vời. Và cái con đường này là trong năm nay là sẽ được đổ bê tông nhá. Này, con đường này này. Và cái lô đất mà hôm nay em giới thiệu đến bà con thì là nó tọa lạc ngay ở cái chỗ điểm tay em chỉ đây. Nó có chiều ngang của cái mặt tiền con đường này là 20 m, chiều sâu vào là 41 m. Trên đất là có 200 m vuông đất ở thổ cư nhá bà con. Cái lô đất này nó có địa chỉ tại xã Gia Vê, huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai nhá. Và cái giá mong muốn của chủ là 320 triệu đồng có thương lượng nhẹ cho bà con của bà con nhá. Này cái lô đất này. Con đường này thì là đường ô bàn cờ, chúng ta đi ra đến đường lớn đi tất cả các nơi, đường ô bàn cờ nhá. Hiện tại là con đường này trong năm nay là sẽ được đổ bê tông. Và cái lô đất mà hôm nay em giới thiệu đến bà con thì nó có ranh giới là từ cái hàng rào này chúng ta kéo sang là 20 mét, chiều sâu là 41 mét, 200 mét vuông đất ở thổ cư, giá bán là 320 triệu đồng có thương lượng nhẹ thôi. Và từ cái lô đất này chúng ta đi đến ủy ban nhân dân xã này, đi đến trường học cấp 1, cấp 2 này, đi đến ủy ban này nó tầm khoảng 5 cây số nhá, mà đi đến trường cấp 1, trường cấp 2, đi đến chợ thì bán kính là chỉ có tầm khoảng 1 cây rưỡi đến 2 cây số quay đầu thôi nhá. Đấy, tất cả các cái đường đi nối lại đều rất là thuận lợi. Cái lô đất này của chúng ta thì nó hiện tại bây giờ nó đang cao hơn mặt đường khoảng 30 phân. Và nếu mà con đường này mà từ giờ đến cuối năm mà đổ bê tông nhá, thì cái lô đất của chúng ta là nó vừa bằng với lại mặt tiền đường luôn, vừa bằng đường luôn, rất là đẹp ạ. Ở đây thì khu dân cư ở dân ở đây thì cực kỳ là đông rồi. Lát nữa này em sẽ bay live cam cây quận cận cảnh toàn bộ cái lô đất này cũng như là cái khu vực là dân cư ở đây thì gửi tới bà con cho bà con xem. Lô đất của chúng ta rất là đẹp không? Bên này có hàng xóm chúng ta, nhà cửa rất là tuyệt vời. Ba trăm hai mươi triệu cho cái lô đất này. Chiều sâu của lô đất là nó khoảng 41 mét nhé, nó tới cái và từ cái lô đất này chúng ta mà đi về đến thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai thì nó rơi vào tầm 47 cây nhá bà con. Ranh giới đằng sau phía núi sau này thì nó đi đến cái chỗ cái hàng rào này này. Đấy. Cái hàng rào này chúng ta kéo sang bên kia. Bà con có nhu cầu thì cứ điện thoại cho người Tây Nguyên nhé. Và người Tây Nguyên sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể gửi tới bà con. Và sau đây là em sẽ gửi đến bà con một cái đoạn live cam quay toàn bộ cái lô đất này từ trên cao nhé.